V9 của Zline thì bán rất là chạy, chuẩn bị lại hết một lô mới rồi anh em ạ. À, anh em chắc là sẽ phải chờ hàng thêm một thời gian nữa anh em nhé. Gần Tết hàng về càng khó luôn. Mình đã làm rất nhiều những video hướng dẫn để căn chỉnh con V9 này rồi. Tuy nhiên còn một số anh em mới mua hàng thì anh em không chịu kéo xuống dưới để anh em xem cái hướng dẫn lắp đặt. Và hôm nay thì là em sẽ lên cho mọi người một video nữa. Đó, một video hướng dẫn lắp đặt V9. Những anh em nào mà đã biết rồi thì căn chỉnh nó rất dễ. Còn những anh em nào mà chưa biết, ví dụ xe của mình nó về nó chưa được chuẩn thì anh em hãy căn chỉnh lại nhé. Video này em sẽ hướng dẫn cho mọi người từ A đến Z cách lắp một con đèn V9 và căn chỉnh pha cốt cho nó làm sao cho hợp lý. Ok không anh em? Đầu tiên để thay một chiếc bóng đèn LED thì anh em phải tháo được cái pha đèn của anh em ra. Đó, như đây là một cái pha đèn của xe Way đi. Xe nào chân H4 thì nó cũng giống nhau thôi. Anh em bỏ giúp mình cái trục cao su này ra nhé. Bỏ giúp mình cái trục cao su ra. Đó, sau đấy là anh em gảy cái phe H4 này ra này. Anh em ấn vào đây và anh em lại cái phe H4 này ra này. Đó. Và anh em bỏ cái bóng halogen của anh em đi. Đây là cái bóng halogen này, chân H4 thì nó có 3 chấu. Những xe của anh em, xe nào mà đang sử dụng cái bóng halogen này thì anh em bỏ đi nhá. Đi rất là tối, anh em thay cho mình con V9 của Zline vào. Bước tiếp theo, anh em hãy lấy cái đèn V9 Zline ra. Sau đấy là anh em tháo rời bằng cách rút phần quạt gió và phần bi cầu ra anh em nhé. Đó, rút ra. Anh em sẽ lắp cái phần thấu kính bi cầu này vào trước. Tuy nhiên, trước khi mà lắp cái phần thấu kính bi cầu này vào thì anh em hãy nới giúp mình ba con ốc này ra nhé. Đây này, anh em nới nó ra đến khi cái bề mặt này nó phẳng cái này. Đó, đây. Nới cả ba con ra, anh em nới cả ba con ra. Đó, nới hết ba con ra, nới hết ra nhá. Sau khi anh em nới hết rồi này, đó, anh em nới hết nó phẳng hết rồi này thì anh em hãy lắp cái phần thấu kính vào chóa. Đó, anh em lắp cái phần thấu kính vào chóa đèn và anh em cài phe. Được chưa? Anh em cài phe này. Còn đây sẽ là hai con ốc để chỉnh độ nghiêng này anh em. Nếu mà cái đường cắt cốt của nó bị lệch sang bên trái hoặc bật sang bên phải thì anh em có thể nới con ốc này ra. Nới hai con ốc này ra thì anh em sẽ xoay được nhá. Anh em sẽ xoay được. Anh em sẽ xoay được và anh em chỉnh cái độ nghiêng của nó. Giả dụ bây giờ mình tháo ra, mình cho nó nghiêng hẳn vẹo hẳn sang bên đi. Và mình sẽ lắp phần chip led vào, và mình sẽ cân chỉnh cho anh em xem nhé. Đây là phần chip led của nó này. Và bây giờ mình sẽ ấn vào và anh em lưu ý cái rãnh này nhé, cái rãnh bi đây này, đó, thì anh em quay xuống dưới nhé, giúp mình, anh em ấn thẳng vào là được. Mỗi một cái pha đèn ở mỗi dòng xe khác nhau thì cái chấu, cái vị trí ba chấu của nó cũng khác nhau. Đó, cho nên ví dụ khi anh em mua về anh em lắp nó hơi bị nghiêng như này, anh em có thể nhìn này. Đó, vừa nãy thì em nới hai con ốc chỉnh độ nghiêng ra rồi thì bây giờ ánh sáng nó nghiêng như này. Bây giờ em sẽ cân chỉnh cho mọi người nhé. Đó, thì là anh em đầu tiên anh em sẽ chỉnh độ nghiêng trước, bằng cách nới hai cái con ốc, ở bên đế của nó đấy. Thì là anh em sẽ xoay được như này. Đây, anh em sẽ xoay được độ nghiêng của nó này. Đó, anh em xoay sang trái này, xoay sang phải. Thì làm sao để anh em chỉnh cho nó cân như này nhé. Đó, anh em phải chỉnh cho nó cân như này này. Đó, nó xoay trái này, xoay phải này. Anh em chỉnh cho cân như này và anh em giữ vào đây. Đấy, sau đấy anh em giữ cố định và anh em siết hai con ốc này vào nhé. Đó, siết nó vào cho nó cân bằng. Đấy, như vậy anh em siết tạm vào. Anh em siết tạm để định vị nó lại. Sau đấy là mình sẽ rút cái phần chip led này ra. Đó. Đây này, hai con ốc chỉnh độ nghiêng mà lúc nãy em vừa mới chỉnh cho mọi người, nó là con này này và con này này, anh em thấy không? Đó, thì bây giờ em siết chặt lại một lần nữa để cố định này. Đó, siết chặt lại một lần nữa để cố định. Vậy là cái vấn đề xử lý độ nghiêng của nó đã xong nhá. Xử lý độ nghiêng của nó đã xong. Và bây giờ em sẽ chỉnh pha cho mọi người. Đó, rất nhiều anh em không chịu xem hết clip thì anh em bảo là cái này nó không chỉnh được pha rồi các kiểu, nhưng thực ra chỉnh rất là dễ nhá anh em nhá. Đó, bây giờ lại cắm phần chip led vào. Rồi, ok, lại cắm vào, bật điện lên. Đó, anh em thấy không? Khi anh em nới hết ba cái con ốc ở ba cái chấu đấy ra, anh em gần như anh em bỏ nó đi luôn cũng được. Khi lắp ở trên xe máy anh em bỏ nó đi luôn được, anh em không cần ba con ốc đấy thì là cái pha của nó đã chuẩn rồi. Đây, anh em để thấy pha này, cốt này, pha này, cốt này, pha này, cốt này, nó đã rất là chuẩn rồi nhá anh em nhá. Đó, anh em không cần phải chỉnh nhiều. Ví dụ như là em chỉnh thì cái pha của nó vào giữa tâm như này thì nó là chuẩn nhất rồi. Nhưng em vẫn muốn nó cao lên một chút. Đó, anh em vẫn muốn nó cao lên một chút thì anh em chỉnh như thế nào, hoặc anh em muốn nó thấp đi một tí thì anh em chỉnh như thế nào. Thì anh em có thể nhìn vào đây này, đây này. Đó, anh em nhìn vào đây. Anh em có thể dùng cái tay này, anh em hơi nâng lên một tí. Đó, anh em nâng lên thì cái pha nó thấp này. Quay kỹ vào đây cho anh em nhìn này, đoạn này. Đó, anh em kéo kỹ nó xuống một tí này. Đó, rồi chĩa ra ánh sáng. Nhìn thấy không? Cái pha nó đi xuống kìa. Đấy, kéo xuống, kéo cái đế quạt xuống thì pha nó đi xuống. Này, thấy không? Thấy cái pha đi xuống kìa. Và nâng cái đít lên, thì pha nó bách lên kìa. Đó, nâng cái đít lên này thì pha nó bách lên. Nâng cái đít lên. Này, ấn đẩy này, nâng cái đít lên này. Đấy thì pha nó đi lên đúng không? Đấy. Và kéo xuống thì là pha nó đi xuống đúng không? Kéo cái đít quạt xuống thì pha đi xuống. Vậy chi là anh em mà muốn nó pha của nó cao lên ấy thì anh em phải xoáy hai con ốc ở dưới này vào để cho cái đít nó nâng lên. Đây này, xoáy hai con ốc này vào. Hai con ốc ở hai bên này này, hai con ốc hai bên ở dưới này. Đó, xoáy hai con ốc ở hai bên ở dưới để cho cái pha nó cao lên một chút. Đó, để cho cái pha nó cao lên. Đấy, khi anh em xoáy vào thì đồng nghĩa với việc anh em nâng cái đít lên thì pha nó sẽ cao hơn một chút. Anh em hiểu không ạ? Và anh em muốn thấp hơn nữa thì anh em sẽ xoáy con này vào. Đây, anh em sẽ xoáy con này vào. Đó. Anh em sẽ xoáy cái con ở trên này vào. Anh em xoáy ở trên này vào thì là nó sẽ đẩy cái phần chip led ra thì là pha nó sẽ xuống một chút. Còn để mà lắp dễ dàng nhất ý, thì anh em cứ tháo bao ốc này. Đây, bao ốc của ba chấu này. Bao ốc ba chấu này, lắp trên xe máy ý, khi mà anh em lắp ở trên xe máy ý, thì anh em bỏ giúp mình bao ốc này đi. Anh em không cần dùng bao ốc này nhá. Anh em không cần dùng bao ốc này, được không ạ? Anh em không cần dùng bao ốc này luôn. Anh em chỉ cần chỉnh độ nghiêng thôi. Và khi anh em lắp vào thì nó đã chuẩn rồi nhá. Đó. Đấy, bỏ hết bao ốc này đi. Đấy, được chưa? Bỏ hết ba bốc này đi thì pha cốt nó đã chuẩn rồi nhá. Đó, sau khi anh em lắp vào này, đấy, pha cốt của nó mặc định nó chuẩn rồi, thấy chưa? Đó. Mặc định là nó chuẩn luôn nhá anh em nhá. Còn một cái vấn đề
mà anh em cần phải lưu ý là khi anh em lắp cái con đèn V9 của Zline này vào đấy, đấy thì nhiều anh em cứ lắp cái trục cao su này vào này. Đó, anh em lắp cái trục cao su vào xong anh em ấn cái phần chip LED vào, ấn nó kích quá nó không vào được hết nhá anh em nhé. Nó kích quá bởi vì cái cao su này nó là xu hướng của nó đẩy ra. Đó, anh em ấn vào nó không được hết, dẫn đến cái đèn nó hỏng. Cái đèn mà nó tốt như này chỉ vì một cái lỗi là anh em lắp sai nó bị hỏng thì rất là đáng tiếc. Cho nên khi mà lắp những các cái đèn bi cầu mà cắm vào, cắm khớp vào như này ấy, thì anh em bỏ giúp mình cao su đi, vứt đi luôn. Hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì nhá anh em nhá. Đấy, để anh em cắm vào này, anh em cắm vào là kêu đánh khực một cái này, đấy là nó nằm im luôn. Đó, anh em yên tâm, đèn nó sẽ càng mát và nó sẽ càng bền hơn nhá anh em nhá. Điều này thì đã được chứng minh bởi những khách hàng đã đến cửa hàng, anh em lắp hàng ngày luôn, đều bỏ chụp đi thì là đèn nó rất mát và nó rất bền. Đấy, không bị kích, không bị cấn, không bị kiếc gì hết. Ok. Sau khi mà anh em chỉnh pha rồi, đó thì nhiều anh em là hỏi là chỉnh cốt hoặc là cho cốt xuống hoặc là cho cái đường cắt cốt của nó lên cao ở đâu, thì nó rất là đơn giản nhé anh em nhé. Chỉnh cái đường cắt cốt của nó ấy, thì không phải là chỉnh ở đây nữa đó, mà chính là chỉnh ở cái con ốc cờ lê 8 ở dưới cụm pha đèn đây này. Đó, ở đây là mình gắn vào cái chân này rồi cho nên nó không có ốc đây này. Con ốc nó sẽ là nằm ở đây này. Đây, mình bỏ hẳn nó ra cho anh em xem này. Đây này, con ốc của nó là ở dưới cụm pha đèn đây này. Đây, anh em nhìn thấy không, mình bắt vào cái này đây, ốc nó sẽ nằm ở dưới này này. Thì anh em lấy cái cờ lê 8 anh em nới cái này ra và anh em cái pha của anh em bách lên này, bách xuống, bách lên bất xuống. Đó, anh em chỉnh như thế nhá. Cái đường cốt của nó muốn cao hay thấp thì anh em nới con cờ lê 8 ở đây ra. Ví dụ như là các dòng xe Way, các dòng Exciter, các dòng Way Blade hoặc là ORS, OS 100, đó hoặc là Sirius thì anh em đều nới con ốc cờ lê 8 ở đây và anh em chỉnh cụp lên cụp xuống được nhá. Đó, cái vấn đề này chỉnh nó rất là đơn giản thôi, nó rất cực kỳ là đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem lại một lần nữa ánh sáng của bi cầu V9 Zline anh em nhá. Con này cực kỳ là ngon luôn. Đó, anh em nhìn này, sau khi mà cân chỉnh xong này, cái đường cốt của nó này, đó, nó thẳng hàng như này nhá. Pha này, ok chưa? Vào giữa tâm luôn, cân chỉnh rất là dễ. Pha này, cốt này, pha, cốt này, pha, cốt này. Đó, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Lô hàng này gần hết thì lô sau lại về cho anh em nhá. Ok.